và bạn cứ điện thoại của đồn công an là 113. Tại sao cô xâm hại tình dục trẻ em, có thể giúp em là bố mẹ, thầy, cô giáo, cán bộ y tế, công an, chính quyền địa phương, cơ quan bảo vệ trẻ em, đường dây nóng hỗ trợ trẻ em 1800 1567, số điện thoại công an 113. Thank you.
bổ sung thêm là mình sẽ mời chú đó đi về là ba mẹ về. Và hôn với mọi người cho đi xuống trước. Còn người đó đến được